Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Và lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác. Tuần vàng hốt bạc tháng 10 âm lịch 2024, tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Vận trình thuận lợi, nhưng cần chú ý tiểu nhân kẻo tiền bạc đội nón ra đi, chở nợ trắng tay. Chào mừng quý vị và các bạn khán thính giả đã quay trở lại với kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn, thuận lợi và thành công trong cuộc sống. Vâng, thưa quý vị, ai trong cuộc sống cũng mong mình tìm được những điều tốt đẹp. Tuy nhiên, Tử Vi học có nói, con người cần chờ đúng thời điểm thì mới phất lên được, và cũng có những con giáp được định sẵn tuổi trẻ trải qua bao phen thống khổ, vất vả, đau đớn mới lội ngược dòng dương lên khỏi dũng bùn, trở thành đại gia, giàu có may mắn đủ đường. Người tuổi Canh Thân cũng là một trong những con giáp đó, mặc dù số phận an bài, cuộc đời là đầy rẫy những khó khăn, chông gai, nhưng con giáp này vẫn bền lòng vững trí mà cố gắng nỗ lực hết mình khiến thần Phật cảm động, ban phát cho nhiều tài lộc. Đường sự nghiệp càng hanh thông, càng già càng giàu có, an nhàn hưởng phúc đến cuối đời. Theo luận giải mới nhất của tuổi Canh Thân sinh năm 1980, đúng tháng 10 âm lịch năm 2024 tới đây đã may mắn lại càng may mắn hơn khi được thần Phật độ mệnh, thần tài nhét lộc vào tay. Cũng vì thế mà bản mệnh giàu nhanh chóng mặt, trả sạch nợ nần, phất lên làm đại gia, tiền vàng ùn ùn đổ về nhà chất đầy két sắt, sung sướng giàu có hết phần thiên hạ. Vậy để biết được vận trình cụ thể tháng 10 âm lịch sẽ diễn biến ra sao, vận may của bạn sẽ nhận được là gì, thì xin mời quý vị hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây quý vị nhé. Tử Vi tuổi Canh Thân sinh năm 1980, vận trình thuận lợi nhưng cần chú ý tiểu nhân kẻo tiền bạc đội nón ra đi, dở nợ trắng tay. Trước hết, ta cần xét đến ngũ hành của tháng 10 âm lịch. Tháng Ất Hợi của năm 2024, thiên can Ất thuộc mộc, địa chi Hợi thuộc thủy, theo ngũ hành tương sinh tương khắc, thủy sinh mộc, tạo ra một mối quan hệ hài hòa, giúp năng lượng của tháng này lưu thông thuận lợi. Điều này đặc biệt quan trọng với tuổi Canh Thân, mệnh đại trạch thổ, đất nền nhà, bởi mộc khắc thổ, khiến tháng này có thể mang đến một số thách thức nhất định cho bản mệnh. Người tuổi Canh Thân có thể gặp phải sự đối lập về mặt ngũ hành, khi mà năng lượng mộc từ thiên can Ất sẽ tạo áp lực lên mệnh mộc của họ. Tuy nhiên, yếu tố thủy từ địa chi Hợi có tác dụng làm tạm tăng các tính cho vận trình của con giáp này, giúp họ tìm được sự cân bằng và ổn định hơn. Điều này ngụ ý rằng, dù phải đối mặt với một số khó khăn trong tháng, người tuổi Canh Thân vẫn có khả năng giải quyết vấn đề một cách khéo léo, nghĩa là họ biết cách điều chỉnh bản thân và giữ tinh thần tích cực. Tháng 10 âm lịch sẽ là một khoảng thời gian đầy thử thách cho tuổi Canh Thân, như đã phân tích, thiên can Ất thuộc mộc khắc thổ, báo hiệu rằng những áp lực công việc có thể gia tăng, các dự án, công việc đang diễn ra có thể gặp một số trở ngại, đòi hỏi bản mệnh phải kiên nhẫn và tập trung cao độ để vượt qua. Sự tương khắc này không có nghĩa là thất bại, mà thay vào đó, nó là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của sự chuẩn bị kỹ lưỡng và lên kế hoạch chi tiết cho mọi công việc, với sự hỗ trợ từ địa chi Hợi thuộc thủy. Dù công việc có lúc trở nên khó khăn, nhưng bản mệnh vẫn có thể nhờ vào sự hỗ trợ từ các mối quan hệ hoặc đối tác kinh doanh để giải quyết các vấn đề. Đây là lúc Canh Thân cần biết tận dụng nguồn lực xung quanh, không nên tự mình gánh vác hết mọi việc mà hãy biết chia sẻ gánh nặng với người khác. Một chiến lược làm việc hiệu quả cộng với khả năng xử lý khéo léo sẽ giúp họ vượt qua khó khăn và đạt được thành công.
xét về phương diện tài chính. Thiên can ất, mộc và địa chi hợi, thủy không mang lại sự thịnh vượng rõ rệt cho người tuổi Canh Thân trong tháng này, tài chính không có nhiều biến động lớn. Tuy nhiên, nhờ sự tương sinh giữa thủy và mộc, họ có thể duy trì được dòng tiền ổn định nếu biết cách quản lý và tránh xa những rủi ro lớn. Vấn đề lớn nhất đối với Canh Thân trong tháng này là sự quản lý chi tiêu. Dù thu nhập ổn định, bản mệnh có thể gặp khó khăn trong việc kiểm soát chi tiêu, nhất là khi có những khoản chi phát sinh không mong muốn. Họ cần chú ý đến những khoản đầu tư hoặc kế hoạch tài chính dài hạn, tránh những quyết định mạo hiểm. Lưu niên chiếu mệnh cũng báo hiệu sự thuận lợi trong việc hợp tác kinh doanh, giúp mở ra những cơ hội mới, nhưng cần phải cẩn trọng khi lựa chọn đối tác. Trong tháng Ất Hợi, mối quan hệ tình cảm của người tuổi Canh Thân có thể sẽ không hoàn toàn suôn sẻ, đặc biệt với những cặp đôi, áp lực từ công việc có thể ảnh hưởng đến cảm xúc và sự gắn kết. Người tuổi này cần dành nhiều thời gian hơn để thấu hiểu và chia sẻ với đối phương, tránh để những áp lực bên ngoài làm tổn hại đến tình cảm gia đình. Mặc dù tháng này không phải là thời điểm lý tưởng để mở rộng các mối quan hệ mới, nhưng đối với những người đã có gia đình, tháng này vẫn có thể mang lại những khoảnh khắc ấm áp nếu họ biết cách giữ gìn và duyên dáng tình cảm. Địa chi hợi vốn thuộc thủy, mang tính chất cảm xúc, giúp tạo nên những khoảnh khắc lắng đọng và sâu sắc trong tình yêu. Cuối cùng, về sức khỏe. Tháng này, người tuổi Canh Thân cần đặc biệt chú ý đến sức khỏe của bản thân. Như đã đề cập, thiên can ất mộc có thể tạo áp lực lên mệnh mộc của tuổi, khiến sức khỏe dễ bị ảnh hưởng. Đặc biệt là các vấn đề liên quan đến tiêu hóa hoặc hệ hô hấp, người tuổi này cần chú trọng đến chế độ ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ và không nên bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo từ cơ thể. Thêm vào đó, với sự xuất hiện của các hung tinh như tử phù, Canh Thân cần cẩn thận hơn khi tham gia các hoạt động vận động, tránh những tai nạn bất ngờ. Đây là thời điểm họ cần chăm sóc bản thân một cách cẩn thận, không nên làm việc quá sức hoặc tham gia các hoạt động thể thao mạo hiểm. Tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 là thời điểm đầy thách thức đối với người tuổi Canh Thân 1980, nhưng đồng thời cũng mang lại nhiều cơ hội nếu biết cách tận dụng. Dù phải đối mặt với sự tương khắc về ngũ hành, nhưng với tinh thần kiên định và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, người tuổi này hoàn toàn có thể vượt qua khó khăn và đạt được những thành công nhất định. Về tình cảm và sức khỏe, bản mệnh cần chú ý nhiều hơn để đảm bảo cân bằng và sự bình yên trong cuộc sống. Tổng quan tử vi tuổi Canh Thân sinh năm 1980 trong tháng 10 âm lịch tháng Ất Hợi, năm Giáp Thìn 2024. Bước vào tháng 10 âm lịch, người tuổi Canh Thân sinh năm 1980 có thể cảm nhận được những biến chuyển rõ rệt trong vận mệnh của mình. Tử vi cho thấy, đây sẽ là một tháng đầy năng động và hiệu quả. Không chỉ bận rộn với công việc, bản mệnh còn có thể đối diện với hàng loạt dự án mới và những thách thức đầy hấp dẫn. Khi một dự án khép lại, ngay lập tức sẽ có những cơ hội mới xuất hiện, mang đến cho bạn một hành trình không ngừng nghỉ. Chính vì vậy, bản mệnh cần chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để đón nhận nhịp sống hối hả này. Tháng Ất Hợi cũng là thời điểm lý tưởng để người tuổi Canh Thân mở rộng những hành trình khám phá, dù là những chuyến công tác, kỳ nghỉ hay thậm chí là việc học tập, thi cử, tất cả đều đòi hỏi sự tập trung cao độ. Bạn không chỉ cần nguồn năng lượng mạnh mẽ, mà còn phải giữ vững tâm lý để vượt qua mọi áp lực. Với bản tính kiên cường và năng lực xuất chúng, không có khó khăn nào có thể làm chùn bước bạn, dù phải đối mặt với thử thách hay trở ngại lớn. Bạn luôn biết cách tìm ra giải pháp nhờ sự quyết đoán và tinh thần dứt khoát. Chính điều này sẽ giúp bạn khẳng định được vị thế của mình trong công việc. Tuy nhiên, tháng này lại đánh dấu một sự xuất hiện quan trọng của đế dương nhập mệnh. Sự ảnh hưởng của đế dương mang đến cho người tuổi Canh Thân một tinh thần đầy kiêu hãnh và hiếu thắng. Bạn có xu hướng muốn khẳng định mình, cạnh tranh và thậm chí tranh giành để đạt được điều mong muốn. Mặt tích cực là tinh thần không ngại khó khăn, sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách, giúp bạn dễ dàng vượt qua các trở ngại. Tuy nhiên, điều này cũng có mặt trái, bởi sự hiếu thắng và kiêu ngạo có thể khiến bạn trở nên xa cách với những người xung quanh. Không ít người sẽ cảm thấy khó chịu với thái độ này của bạn. Họ có thể phản ứng bằng cách phủ định hoặc thậm chí chỉ trích mỗi khi bạn đưa ra ý kiến hoặc đề xuất. Sự xuất hiện của tứ hành xung trong tháng này nhắc nhở người tuổi Canh Thân cần đặc biệt cẩn trọng trong lời ăn, tiếng nói, dù có năng lực và tự tin đến đâu. Bạn cũng cần giữ cho mình sự khiêm nhường và tôn trọng người khác. Thái độ ngạo mạn có thể dẫn đến những xung đột không đáng có, làm ảnh hưởng đến các mối quan hệ cá nhân và công việc. Đặc biệt,
Ảnh hưởng của kiếp tài trong tháng Ất Hợi là một cảnh báo quan trọng. Người tuổi Canh Thân cần cẩn trọng trong mọi hành động và quyết định. Dù đó là những việc bạn đã quen thuộc, kiếp tài có thể mang đến những rắc rối không lường trước nếu bạn chủ quan hoặc quá tự tin vào bản thân. Chính vì vậy, việc duy trì sự tỉnh táo và kiểm soát mọi tình huống là điều cần thiết để tránh những sai lầm không đáng có. Nhìn chung, tháng 10 âm lịch là thời gian đòi hỏi bản mệnh phải kết hợp giữa sự quyết đoán và sự thận trọng, dù có những cơ hội lớn nhưng cũng tiềm ẩn nhiều thử thách. Để đạt được thành công và duy trì sự ổn định trong công việc cũng như cuộc sống, người tuổi Canh Thân cần cân nhắc kỹ lưỡng trước mọi hành động và đặc biệt là kiểm soát bản thân trước những áp lực xung quanh. Tử vi sự nghiệp tuổi Canh Thân sinh năm 1980 trong tháng 10 âm lịch, tháng Ất Hợi năm Giáp Thìn 2024. Bước vào tháng 10 âm lịch, tuổi Canh Thân sinh năm 1980 có thể cảm nhận được một làn gió mới trong sự nghiệp. Đây không chỉ là thời điểm để con giáp này tận hưởng sự may mắn, mà còn là lúc những cơ hội thuận lợi đến từ những nguồn lực bất ngờ giúp bạn nâng cao vị thế. Tử vi tháng này cho thấy, với sự quyết đoán và sự sắp xếp khoa học, bạn sẽ dễ dàng kiểm soát được tình hình công việc. Những ai sinh năm 1980 nên dành thời gian để nhìn lại các kế hoạch dài hạn mà mình đang theo đuổi. Đừng chỉ nhìn vào thành công nhất thời mà quên đi bức tranh tổng thể, bởi trong giai đoạn này, việc hoạch định lại lối sống và sự nghiệp là vô cùng cần thiết. Hãy dành chút thời gian để tự hỏi bản thân, điều gì thực sự khiến bạn hài lòng và điều gì vẫn còn khiến bạn trăn trở. Sự tỉnh táo và thực tế sẽ giúp bạn thoát khỏi những kỳ vọng quá lý tưởng, tránh cảm giác thất vọng khi cuộc sống không luôn diễn ra như mong muốn. Bằng cách này, người tuổi Canh Thân sẽ có cơ hội lấy lại quyền kiểm soát cuộc sống và công việc của mình. Nếu như trước đây, bạn cảm thấy mọi thứ dường như vượt ngoài tầm tay, thì giờ đây, bằng sự nỗ lực và ý chí mạnh mẽ, bạn sẽ dần khôi phục lại trật tự mà mình mong muốn. Những nhiệm vụ tưởng chừng như rối ren giờ sẽ được giải quyết một cách có hệ thống, mang lại cho bạn cảm giác thỏa mãn và sự tự tin. Tuy nhiên, đừng để những thành công hiện tại khiến bạn lơ là, dù mọi thứ có vẻ êm đẹp. Tử vi cũng nhắc nhở rằng, âm sát có thể xuất hiện trong tháng này, cảnh báo về sự hiện diện của những người muốn làm hại bạn. Đây có thể là những kẻ thầm lặng, âm thầm lợi dụng lòng tin của bạn để đưa ra những chiêu trò lừa đảo. Điều quan trọng là bản mệnh phải luôn tỉnh táo và không bị cuốn vào những lời mời gọi ngọt ngào, đầy cám dỗ mà họ đưa ra. Chỉ cần một chút thiếu cảnh giác, bạn có thể dễ dàng rơi vào bẫy, dẫn đến những hậu quả khó lường. Vì thế, người tuổi Canh Thân cần giữ vững bản lĩnh, đặc biệt trong các mối quan hệ xung quanh. Hãy luôn nhớ rằng, không phải lúc nào sự giúp đỡ cũng xuất phát từ lòng tốt thật sự và không phải ai đến gần cũng muốn chia sẻ thành công với bạn. Tháng Ất Hợi đòi hỏi sự sáng suốt trong từng quyết định, cùng với khả năng nhìn thấu được ý định thực sự của người khác. Nhìn chung, tháng này là thời gian mà người tuổi Canh Thân có thể đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp, nhưng cũng không thể chủ quan trước những thử thách tiềm ẩn. Điều quan trọng là duy trì sự tỉnh táo, không ngừng phấn đấu và kiểm soát được cảm xúc của mình. Nếu làm được như vậy, bạn sẽ không chỉ gặt hái được những thành công trong công việc mà còn tránh được những rủi ro không đáng có. Tử vi tài lộc tuổi Canh Thân sinh năm 1980 trong tháng 10 âm lịch, tháng Ất Hợi năm Giáp Thìn 2024. Tháng 10 âm lịch mang đến cho tuổi Canh Thân sinh năm 1980 những tín hiệu tài lộc đáng mừng. Theo tử vi, cung Đông Bắc xuất hiện lục bạch, báo hiệu điềm lành về tài chính. Đây là thời điểm bạn có thể bất ngờ nhận được những cơ hội kiếm tiền đầy hứa hẹn, thậm chí là những nguồn thu không tưởng. Nếu biết nắm bắt thời cơ, bạn sẽ có thể mang về cho mình những khoản lợi nhuận lớn, cải thiện đáng kể tình hình tài chính. Không chỉ là những cơ hội lớn về tiền bạc, sự tương sinh của ngũ hành trong tháng này còn mở ra những kết nối vô cùng quan trọng. Đây là dịp mà bạn nên tận dụng để xây dựng mạng lưới quan hệ, tìm kiếm những lời khuyên quý báu từ những người có kinh nghiệm. Những cuộc gặp gỡ và trao đổi này không chỉ giúp bạn nhìn nhận rõ hơn về tình hình tài chính, mà còn hỗ trợ bạn trong việc lập ra những kế hoạch cá nhân phù hợp và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, sự thành công về tài chính không chỉ đến từ cơ hội, mà còn phụ thuộc vào cách bạn cư xử và thái độ của mình trong công việc. Tháng này, người tuổi Canh Thân cần học cách khiêm nhường, tránh tự mãn hay tỏ ra quá kiêu căng. Dù bạn có đạt được thành tựu lớn đến đâu, việc thể hiện thái độ quênh quang có thể gây ra ác cảm, khiến những mối quan hệ quan trọng trở nên rạn nứt. Điều này có thể khiến bạn mất đi những cơ hội quý báu trong tương lai. Vì vậy,
Sự khiêm tốn luôn là chìa khóa để bạn tiến xa hơn. Tháng Ất Hợi không chỉ mang lại tài lộc mà còn nhắc nhở bạn về những khía cạnh thận trọng. Đây có thể là thời điểm mà bạn cần đối mặt với những khủng hoảng tài chính đã kéo dài từ trước hoặc những vấn đề trong việc hợp tác, đầu tư. Đừng để những khó khăn này làm bạn nản lòng. Thay vào đó, hãy chủ động giải quyết từng bước một và đặc biệt lưu ý đến các nguy cơ tiềm ẩn về vật chất. Việc dàn xếp ổn thỏa các khúc mắc hiện tại sẽ giúp bạn duy trì sự ổn định và an toàn trong dài hạn, tránh được những rủi ro không đáng có trong tương lai. Một điều quan trọng khác mà người tuổi Canh Thân cần lưu ý trong tháng này là quản lý tài sản một cách khôn ngoan và cẩn trọng. Dù bạn có cơ hội phát tài, nhưng nếu không kiểm soát chi tiêu và đầu tư hợp lý, bạn có thể sẽ lãng phí những thành quả mà mình đã nỗ lực kiếm được. Tháng Ất Hợi đòi hỏi sự tỉnh táo, không chỉ trong việc nắm bắt cơ hội mà còn trong việc quản lý dòng tiền, đảm bảo rằng bạn luôn có sự chuẩn bị đầy đủ cho bất kỳ tình huống bất ngờ nào. Tóm lại, tháng 10 âm lịch sẽ mang lại nhiều cơ hội tài chính thuận lợi cho tuổi Canh Thân, nhưng để thực sự tận dụng được những cơ hội này và biến chúng thành công lâu dài, bạn cần sự kết hợp giữa sự kiên nhẫn, khiêm tốn và khả năng quản lý tài chính thông minh, dù có phải đối mặt với những thử thách trong hợp tác hay đầu tư. Hãy tin rằng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tầm nhìn xa, bạn sẽ vượt qua mọi khó khăn và đạt được những thành tựu mà mình mong muốn. Tử vi sức khỏe tuổi Canh Thân sinh năm 1980 trong tháng 10 âm lịch, tháng Ất Hợi năm Giáp Thìn 2024. Tháng 10 âm lịch năm Ất Hợi mang đến cho người tuổi Canh Thân sinh năm 1980 một làn gió mới trong vấn đề sức khỏe, với sự tương sinh từ ngũ hành. Đây chính là thời điểm vàng để bạn tập trung cải thiện thể chất và tinh thần. Những dự định liên quan đến sức khỏe, từ việc giảm cân, duy trì vóc dáng, cho đến việc cân bằng tâm lý, đều nên được lên kế hoạch và thực hiện ngay từ bây giờ. Đừng chần chừ, bởi khi cơ hội này qua đi, có thể bạn sẽ khó tìm lại sự hứng khởi và động lực như thời điểm hiện tại. Sức khỏe thể chất và tinh thần có mối liên hệ chặt chẽ. Vào tháng này, bạn sẽ cảm nhận rõ ràng hơn sự thay đổi tích cực khi tập trung chăm sóc cơ thể. Tập thể dục không chỉ mang lại lợi ích về thể lực mà còn giúp bạn xua tan mọi căng thẳng, mệt mỏi tích tụ trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Hãy lựa chọn những bài tập nhẹ nhàng, không quá áp lực, nhưng đủ để bạn cảm thấy cơ thể được thư giãn và tái tạo năng lượng. Một buổi đi bộ ngoài trời hoặc đơn giản là tập vài động tác yoga trước giờ ngủ sẽ mang lại sự thoải mái và giấc ngủ sâu hơn. Điều quan trọng là phải lắng nghe cơ thể mình trong từng hoạt động. Bạn không cần phải ép bản thân vào những chế độ tập luyện khắt khe, mà thay vào đó, hãy tìm những phương pháp vừa phù hợp với sức khỏe, vừa mang lại niềm vui. Khi bạn cảm nhận được niềm hứng khởi từ việc vận động, sức khỏe của bạn không chỉ được cải thiện, mà tinh thần cũng trở nên phấn chấn hơn. Tháng Ất Hợi không chỉ là thời gian để chăm sóc cơ thể, mà còn là dịp để bạn hướng về sức khỏe tinh thần sau những bộn bề và áp lực của cuộc sống. Hãy dành chút thời gian tĩnh lặng để suy ngẫm và thư giãn. Hãy tìm kiếm những hoạt động giải trí mang tính chất lành mạnh và nhẹ nhàng như thiền định, đọc sách, hoặc đơn giản là dành thời gian thưởng thức thiên nhiên. Những khoảnh khắc tĩnh tâm này không chỉ giúp bạn tái tạo năng lượng mà còn giúp bạn giữ vững sự cân bằng trong cuộc sống. Đây cũng là giai đoạn tốt để bạn thay đổi thói quen sinh hoạt. Hãy quan tâm hơn đến chế độ dinh dưỡng, ngủ nghỉ điều độ và duy trì lối sống lành mạnh. Một cơ thể khỏe mạnh luôn là nền tảng vững chắc để bạn thực hiện các mục tiêu khác trong cuộc sống. Đặc biệt, đừng bỏ qua những dấu hiệu nhỏ mà cơ thể gửi đến. Hãy đi kiểm tra sức khỏe định kỳ và có những biện pháp phòng ngừa nếu cần thiết. Việc chăm sóc sức khỏe từ những điều nhỏ nhặt sẽ giúp bạn tránh được những vấn đề nghiêm trọng hơn trong tương lai. Nhìn chung, tháng 10 âm lịch này là thời điểm lý tưởng để tuổi Canh Thân chăm sóc và cải thiện sức khỏe toàn diện. Chỉ cần bạn chủ động và kiên trì, những thay đổi nhỏ trong lối sống và thói quen sẽ mang lại kết quả lớn, giúp bạn không chỉ đạt được thể chất tốt mà còn có tinh thần minh mẫn, phấn chấn để đối diện với mọi thử thách sắp tới. Tử vi tình duyên tuổi Canh Thân sinh năm 1980 trong tháng 10 âm lịch, tháng Ất Hợi năm Giáp Thìn 2024. Tháng 10 âm lịch này mang lại cho tuổi Canh Thân nhiều cảm xúc đặc biệt trong chuyện tình cảm, nhờ sự hiện diện của Thái Âm Cát Tinh. Nữ mệnh tuổi Canh Thân được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn và thuận lợi trên con đường tình duyên. Đây là thời gian mà những mối nhân duyên tốt lành, an yên có thể sẽ tìm đến bạn, mở ra những cơ hội để xây dựng mối quan hệ đầy hứa hẹn. Nếu bạn đang tìm kiếm một nửa của mình, hãy chuẩn bị tâm thế sẵn sàng,
bởi rất có thể đối tượng phù hợp đang tiến đến gần hơn bạn tưởng. Đối với những cặp đôi mới cưới, tháng này là thời gian quan trọng để cả hai học cách thích nghi với cuộc sống hôn nhân. Việc chia sẻ và cùng nhau vượt qua những khó khăn áp lực trong cuộc sống sẽ giúp mối quan hệ của hai bạn trở nên vững chắc hơn. Hãy luôn lắng nghe và tôn trọng cảm xúc của đối phương, đồng thời cũng đừng ngần ngại chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc chân thành của bản thân. Đừng cố gắng che giấu hay né tránh, bởi sự thấu hiểu và thông cảm sẽ là chìa khóa để hai bạn cùng nhau xây dựng một mái ấm hạnh phúc. Trong tháng này, sự cân bằng giữa cuộc sống cá nhân và các mối quan hệ là vô cùng quan trọng. Dù bạn có bận rộn đến đâu, hãy dành thời gian để chăm sóc và vun vén cho mối quan hệ của mình. Đôi khi chỉ cần những hành động nhỏ nhặt như một lời hỏi han chân thành hay một bữa cơm gia đình ấm cúng cũng đủ để giữ lửa tình cảm. Đừng để những căng thẳng từ công việc hay cuộc sống cá nhân làm phai nhạt đi những khoảnh khắc yêu thương bên người bạn đời của mình. Đặc biệt, đối với những cặp vợ chồng lâu năm, tháng Ất Hợi mang đến những phút giây yên bình và ấm áp bên nhau, những bữa cơm gia đình giản dị, những cuộc trò chuyện chân thành sẽ trở thành những khoảnh khắc đáng quý, giúp cả hai gắn kết hơn và hiểu rõ nhau hơn. Đôi khi, hạnh phúc không đến từ những điều lớn lao, mà lại xuất phát từ những điều giản đơn nhưng đầy tình cảm. Vì vậy, dù bận rộn thế nào, hãy sắp xếp thời gian để trở về nhà sớm, dành thời gian cho gia đình và tận hưởng những khoảnh khắc ý nghĩa ấy. Cuộc sống tình cảm trong tháng này cũng là lúc bạn cần nhớ rằng sự chân thành và cởi mở trong giao tiếp sẽ giúp mối quan hệ của bạn trở nên sâu sắc hơn. Đừng ngại ngùng hay sợ hãi khi bày tỏ cảm xúc thật của mình. Mọi vấn đề đều có thể được giải quyết nếu cả hai bên biết lắng nghe và cùng nhau tìm ra giải pháp. Tình yêu không chỉ là sự lãng mạn thoáng qua mà còn là sự đồng cảm, chia sẻ và cùng nhau vượt qua những thử thách của cuộc sống. Tóm lại, tháng 10 âm lịch năm Ất Hợi là thời điểm lý tưởng để tuổi Canh Thân củng cố và phát triển mối quan hệ tình cảm, dù bạn đang ở giai đoạn nào trong tình yêu. Từ những bước khởi đầu đến những cặp đôi đã chung sống lâu năm, đây đều là thời gian để học cách yêu thương, thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Hãy tận dụng cơ hội này để vun đắp cho tình cảm của mình, bởi sự yêu thương chân thành luôn là nền tảng vững chắc cho một mối quan hệ bền lâu và hạnh phúc. Tiếp theo là tử vi chi tiết từng tuần trong tháng 10 âm lịch. Chúng tôi sẽ phân tích chi tiết ảnh hưởng các sao chiếu mệnh lên từng phương diện cuộc sống, giúp quý cô bác anh chị đón lành tránh dữ và làm giàu thành công quý cô bác anh chị nhé tử. Vi tuần 1 tháng 10 âm lịch của tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Trong tuần đầu tiên của tháng 10 âm lịch, tuổi Canh Thân có một khởi đầu thuận lợi khi công việc diễn ra suôn sẻ và trôi chảy. Bạn sẽ cảm thấy tinh thần phấn chấn, tràn đầy năng lượng và sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách. Với sự quyết đoán và tinh thần sáng tạo, bạn dễ dàng nắm bắt những cơ hội mới trong sự nghiệp, khẳng định giá trị của mình trước đồng nghiệp và cấp trên. Tuần này, những dự án cũ đã có dấu hiệu hoàn thành và bạn có thể tiếp tục đặt ra mục tiêu mới cho bản thân. Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều hoàn hảo. Sao xấu ngũ quỷ xuất hiện khuyên bạn cần chú ý hơn đến sức khỏe cá nhân, cần hạn chế dồn quá nhiều sức lực vào công việc mà bỏ quên việc chăm sóc bản thân. Việc làm việc quá tải có thể ảnh hưởng đến cơ thể, gây ra cảm giác mệt mỏi hoặc căng thẳng. Hãy dành thời gian cho các hoạt động thể dục nhẹ nhàng như đi bộ, yoga để thư giãn và giữ cơ thể luôn trong tình trạng khỏe mạnh. Tài chính của bạn trong tuần này tương đối ổn định, tuy chưa có dấu hiệu tăng trưởng vượt trội, nhưng đủ để bạn quản lý chi tiêu một cách hợp lý. Đây cũng là thời gian phù hợp để xem xét lại các kế hoạch đầu tư. Đừng vội vàng đưa ra quyết định lớn mà hãy chờ thêm cơ hội rõ ràng hơn trong những tuần sau. Về phương diện tình cảm, tuần đầu tháng mang lại không khí êm đềm, ổn định. Đối với những ai đang có gia đình, hãy tận dụng thời gian rảnh để gắn kết tình cảm với người thân yêu. Một bữa tối ấm cúng cùng gia đình hoặc những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng với người bạn đời sẽ giúp tình cảm thêm phần bền chặt. Nếu có thể, hãy tìm cách hâm nóng tình yêu qua những chuyến đi chơi ngắn ngày, giúp cả hai thả lỏng và thư giãn sau những ngày bận rộn. Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn, Hợi. Tiểu nhân: Dậu, Ngọ. Màu sắc may mắn: vàng, trắng. Tử vi tuần 2 tháng 10 âm lịch của tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Bước vào tuần thứ 2 của tháng 10 âm lịch, tuổi Canh Thân có thể phải đối diện với những thay đổi bất ngờ trong công việc. Sao âm sát chiếu mệnh khiến một số kẻ tiểu nhân cố tình gây khó khăn, khiến bạn có thể gặp phải những tình huống căng thẳng hoặc xung đột không mong muốn. Tuy nhiên,
Với sự kiên nhẫn và tỉnh táo, bạn hoàn toàn có thể vượt qua được những thách thức này. Chỉ cần luôn giữ vững lập trường và không để bản thân bị cuốn vào những chuyện thị phi. Tình hình tài chính trong tuần này có chút khởi sắc. Nhờ sự nhanh nhạy trong việc nắm bắt cơ hội, bạn có thể nhận được một khoản thu nhập bất ngờ hoặc có lợi thế trong các cuộc thương thảo. Đặc biệt, nếu bạn đang làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, tuần này là thời điểm tốt để phát triển mạng lưới quan hệ, gặp gỡ đối tác mới và ký kết hợp đồng. Tuy nhiên, cần lưu ý tránh những giao dịch lớn hoặc đầu tư mạo hiểm, nên giữ vững sự cẩn trọng trong từng quyết định. Về mặt sức khỏe, tuần này bạn có thể cảm thấy hơi căng thẳng do khối lượng công việc tăng cao và áp lực từ những kẻ đối địch. Để giảm bớt sự mệt mỏi, hãy đảm bảo giấc ngủ đầy đủ và tập trung vào việc giữ gìn sức khỏe tinh thần. Việc thực hiện các hoạt động thư giãn như thiền định hoặc yoga sẽ giúp cân bằng lại năng lượng và giảm stress hiệu quả. Chuyện tình cảm trong tuần này cần sự kiên nhẫn và thấu hiểu đối với những ai đã có gia đình. Việc giữ hòa khí trong nhà là điều cần thiết. Hãy lắng nghe và chia sẻ nhiều hơn với người thân yêu để tránh hiểu lầm không đáng có. Đối với người độc thân, đây không phải là thời điểm thích hợp để vội vàng tiến vào một mối quan hệ mới. Nên dành thời gian suy ngẫm và phát triển bản thân trước khi bước vào một mối quan hệ tình cảm nghiêm túc. Quý nhân phù trợ: Dần, Ngọ, Hợi. Tiểu nhân: Tỵ, Sửu. Màu sắc may mắn: đen, xanh lá cây. Tử vi tuần 3 tháng 10 âm lịch. Tuần thứ 3 của tháng 10 âm lịch mang đến cho tuổi Canh Thân một số dấu hiệu tích cực, đặc biệt là trong công việc. Nhờ vào sự thông minh, nhanh nhạy và khả năng lãnh đạo tốt, bạn có thể giải quyết được những vấn đề còn tồn động từ các tuần trước. Đây là lúc bạn cảm thấy tự tin hơn trong việc đưa ra quyết định và quản lý công việc một cách hiệu quả. Những ai đang trong giai đoạn khởi nghiệp hoặc phát triển dự án cá nhân sẽ có nhiều cơ hội tốt để mở rộng và phát triển hơn nữa. Tài chính của bạn trong tuần này có xu hướng ổn định và có thể tăng trưởng nhẹ nếu bạn đang cân nhắc việc đầu tư hoặc mở rộng kinh doanh. Đây là thời điểm thuận lợi để tiến hành. Tuy nhiên, cần phải chú ý đến những rủi ro tiềm ẩn và luôn chuẩn bị sẵn sàng các phương án dự phòng trong trường hợp không như ý. Về sức khỏe, bạn có thể cảm thấy hơi kiệt sức do làm việc quá nhiều trong thời gian dài. Hãy chú trọng hơn đến việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Nếu có thể, hãy dành thời gian cho những chuyến đi ngắn ngày hoặc những hoạt động thể thao nhẹ nhàng để lấy lại năng lượng. Chuyện tình cảm của bạn trong tuần này diễn ra khá êm đẹp. Đối với những ai đang có gia đình, đây là thời gian lý tưởng để dành thời gian cho người thân yêu. Những bữa cơm gia đình ấm cúng hay những hoạt động chung giúp thắt chặt tình cảm giữa các thành viên. Đối với người độc thân, tuần này có thể là lúc bạn gặp gỡ và bắt đầu những mối quan hệ mới. Hãy mở lòng và đón nhận những điều mới mẻ trong cuộc sống. Quý nhân phù trợ: Mùi, Ý, Thìn. Tiểu nhân: Mão, Dậu. Màu sắc may mắn: đỏ, vàng. Tử vi tuần cuối tháng 10 âm lịch. Tuần cuối cùng của tháng 10 âm lịch, tuổi Canh Thân sẽ phải đối mặt với một số khó khăn trong công việc khi những áp lực cũ vẫn còn tồn tại. Tuy nhiên, với sự bền bỉ và quyết tâm của mình, bạn hoàn toàn có thể vượt qua và đạt được những kết quả khả quan. Hãy cẩn thận với những mối quan hệ đồng nghiệp xung quanh, vì có thể sẽ xuất hiện những sự cạnh tranh hoặc ganh đua không lành mạnh. Về tài chính, tuần này bạn cần cẩn trọng hơn trong việc chi tiêu và quản lý tài chính cá nhân. Đừng vội vàng đầu tư lớn hoặc chi tiêu xa hoa vào thời điểm này. Hãy giữ sự tỉnh táo và lập kế hoạch tài chính dài hạn để đảm bảo an toàn cho tương lai. Sức khỏe trong tuần này có dấu hiệu cải thiện nếu bạn chú ý hơn đến việc nghỉ ngơi và sinh hoạt hợp lý. Đừng quên bổ sung đầy đủ dưỡng chất và chăm sóc cơ thể, vì điều này sẽ giúp bạn duy trì năng lượng để đối mặt với các thách thức phía trước. Tình cảm của bạn trong tuần này khá êm đềm. Những cặp đôi đã kết hôn sẽ có thời gian gắn kết với nhau hơn, đặc biệt là trong những dịp cuối tuần. Hãy tạo ra những kỷ niệm đẹp và quan tâm lẫn nhau để giữ lửa cho tình yêu. Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mùi, Hợi. Tiểu nhân: Dậu, Thân. Màu sắc may mắn: trắng, nâu. Thưa quý cô bác anh chị, trong chuyên mục Nhân sinh cảm ngộ ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe lời Phật dạy về khẩu nghiệp, nhắc nhở bạn phải cẩn trọng trong từng lời ăn, tiếng nói của mình, tránh gây ra những tác nhân xấu, vô tình làm ảnh hưởng tới tài lộc, sự nghiệp của mình. Có thể bạn từng cho rằng, lời nói không thể gây ra vết thương như đánh đập ai đó,
nhưng thực tế rất nguy hiểm, thậm chí một lời ác khẩu không đúng thời điểm còn có thể gây ra cái chết của một người. Bên cạnh đó, có những người tính cách thẳng như ruột ngựa và họ cho rằng nói thẳng là để góp ý, giúp đối phương sửa đổi mà không hiểu rằng nói thẳng, nói thật có thể là khẩu nghiệp không chừng. Theo đạo Phật, những lời này sẽ tạo ra nghiệp, mà đã là nghiệp thì nó sẽ chi phối đối với đời sống của tự thân người đó. Vì thế, một lời ác khẩu, ác ngữ đều có thể đưa đến hậu quả khó lường. Trong 10 nghiệp của con người thì khẩu nghiệp là 4, tức gần một nửa. Đó là chuyện không nói có, chuyện có nói không, nói lời hung ác, nói lưỡi hai chiều, nói lời thêu dệt. Vì thế, hãy lắng nghe những lời Phật dạy về khẩu nghiệp để tránh gây ra nghiệp xấu, làm tổn hại phước báo của chính mình. Lời Phật dạy về khẩu nghiệp. 1. Nặng, ăn không nói có, nói lời hung ác, nói lưỡi đôi chiều, nói lời thêu dệt. Nhẹ, ăn uống cầu kỳ, cứ cái gì cũng ăn cho ngon cho no đi, phê bình khen chê, rêu rao tứ chúng. 2. Không được trù người khác bệnh. 3. Nói lời công kích sẽ dễ bị ảnh hưởng. 4. Ăn nói phét lác, trở nên vô dụng. 5. Nói yêu người nhưng không làm được sẽ bị người khác lừa gạt. 6. Hay oán than thì một đời đau khổ. 7. Nói lời kiêu ngạo cả đời không yên ổn. 8. Thích gây thị phi, cả đời bị phủ nhận. 9. Cười nhạo người khác, mãi mãi thua thiệt. 10. Ăn nói không có đường lui sẽ gặp đại nạn tuyệt vận. 11. Cả ngày nói lời tiêu cực, sống một đời sống khổ đau. 12. Bạn hỏi Phật ngày nào tốt, Phật hỏi xem bạn có ngày nào bình yên. 13. Câu nói hận đời đem tới quả oan nghiệt. 14. Ưa nghe nịnh nọt, cả đời không thành công. 15. Suốt ngày tâng bốc người trong gia đình, cả đời gặp chuyện xấu hổ, mất mặt. 16. Hay luận thị phi, chỉ làm kẻ bần hèn, bị thế gian khinh bỉ. 17. Luôn miệng chứng minh bản thân thì luôn bị người khác hiểu nhầm. 18. Thần khẩu nói hại xác phàm, người nào nói quá quạ làm khổ thân, lỡ chân gượng được đỡ lên, lỡ miệng gây quạ phải đền trả. 19. Nói lời khinh thường đối phương sẽ bị quả báo, nhan sắc bị hủy hoại, cất lời ly gián, nói hai lời thì sẽ bị bạn bè oán hận, cô đơn suốt đời. 20. Nổi cáo là tối kỵ của tu hành, là đốt cháy rừng công đức của mình. 21. Dù nói hàng ngàn lời nhưng không gì lợi ích, tốt hơn hãy nói một câu có nghĩa, nghe xong được tịnh lạc. 22. Lời nói làm tổn thương người khác còn nghiêm trọng hơn cả giết người. 23. Không phải vì nói nhiều mới xứng danh bậc trí, an ổn không oán sợ thật đáng gọi bậc trí. 24. Không phải vì nói nhiều là thọ chi chánh pháp, người nghe ít diệu pháp nhưng trực nhận viên dung, chánh pháp không buông lung là thọ chi Phật pháp. 25. Bất thiện, ác ý với người khác chính là trà đạp chính mình. 26. Người khôn nói ít nghe nhiều, lựa lời đối đáp, lựa điều hỏi han. 27. Dễ dàng nịnh hót người khác rồi sẽ bị người bán đứng. 28. Thích nói dối thì trí nhớ giảm sút, người đời coi rẻ. 29. Chuyện người chớ nói làm chi, chuyện mình biết vậy thì mới khôn. 30. Nếu bạn nhẫn chịu oan khuất thì bạn là người được phúc báo. 31. Cái gì cũng không thể nhẫn nại, thành tựu của bạn sẽ bị giới hạn. 32. Niệm giận vừa khởi lên, triệu cửa nghiệp chướng liền khai mở. 33. Đừng nói những điều làm tổn thương nhau. 34. Thân thể, tâm trạng của con người cùng với tự nhiên dung thành một bức họa. 35. Trước người hiền ngõ khôn ngoan, nhưng trên một bước rộng đường dễ đi. 36. Trên thế giới này có một loại kinh doanh luôn lỗ vốn, chính là tức giận. 37. Lời nói tuyệt tình gây ra đại nạn. 38. Làm thinh như chánh pháp, nói năng như chánh pháp. 39. Biết rõ về một người, không cần nhất thiết phải tận nói, hãy lưu lại cho người ta ba phần khoảng trống, đây cũng là lưu lại chút khẩu đức cho mình. 40. Sự tu khẩu nghiệp trong thập thiện nghiệp là không nói dối, chỉ nói sự thật, không nói thêu dệt, qua mỹ làm rối loạn lòng người, mà nói những gì cần nói, đi thẳng vào vấn đề chứ không nói những lời sáo rỗng, không nói hai lưỡi là không nói quanh co, xu nịnh, ngồi người này mà lôi chuyện người khác ra mà nói xấu, hay ngồi với người khác mà lôi chuyện người này ra nói xấu, không nói đâm thọc nói ác độc, chửi rủa người khác, xúc phạm nhân phẩm, thóa mạ nhau.
Không dùng nhung tu chữ ra nói kèm trong câu giao tiếp, vì cũng có những người nói quen miệng chứ không có ý gì, nhưng đó cũng là đang tạo nghiệp.